Okay.
Đây là giới thiên nhiên vô thường, ở đây
Thank you.
samayam bhagavata vāpiyam viharati cetavane anātave vikata ārāme atako ayarāti vārāme kānāyana tiyā api kāntavānga kevaraka panche tavana lopase dvāye naparavāre nupasāngami vārāngami 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 Vidako sadiva bhagavan dangakaya chapati bahureva manosaya mangalani acintayunakakamata sotanandu hidangalamuatamana sevana chapalanam bandhikalai chasevana koja chapujaniyanam ekarmangalamuatamam batiru Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tay xưa sinh thần không thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết cung kính khiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận vô cánh thượng hóa chưa kiếm xa môn tùy thời làm đừng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời tâm công đồng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân tâm nơi được an toàn là phúc lành cao Nam Mô Bụt Tha. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thâm Ma trên Phào Thoát một ngày 2 giờ. Giờ mùa đông Việt Nam từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 tối. Thời gian từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ 30 đến 10 giờ 30 sáng. Cali từ 5 giờ 30 đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ 30 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 1 giờ 30 sáng. Con khai ma thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào quý đạo hữu. Hôm nay thứ 6 thứ 6 ngày 21 tháng 2 năm 2020 Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay là giáo trình Trung Bộ Kinh Manikaya do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, bài 59 Kinh Đa Thọ Bahuwe Daniya Sutta từ câu 729 đến 735. Sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thịnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha. Chúng con xin kính cung thịnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điệu ngữ. Thiện nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết thiết thực hiện vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho vay niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam Mô Bụt Tha. Giá chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Và tiếp theo sau đây, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha. Nam Mô Bụt Tha. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thiên Văn Đệ Tử Phật.
Kính chào Thượng Tọa Thích Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tích, Sư Minh Thông. Thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta học về bài kinh Đa Thọ. Trong bài kinh này, Đức Phật đã phán xét ai là người đúng. Câu chuyện giữa tôn giả Bần Đế Tát U Đa Di và người thầy mộc Bần Chàng Giới Khác. Bần Chàng Giới Khác là một người cũng là đệ tử của Sùng Tính Đức Phật. Và người thợ mộc này cũng là người ưa thích đàm luận, cho nên đã tìm đến tôn giả Bần Đế Tát U Đa Di để mà hỏi về cái vấn đề cảm thọ. Ngài U Đa Di thì Ngài nói là có ba, còn cái ông thợ mộc này thì ông nói có hai. Thế là hai bên không ai nhượng bộ cho ai hết, đem đến Đức Phật. Đức Phật đã giải thích. Bây giờ chúng ta sẽ nghe đọc về cái nội dung của bài kinh này. Sau đó sẽ chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Phật Tính giảng giải ý nghĩa. Bây giờ xin mời sư cô Khê Ma đọc cho chánh văn của bài học. Nam mô Phật Thầy. Nam mô Phật Thầy. Dạ. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tự Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, bây giờ thì con xin đọc. Bài học số 59 Kinh Đa Thọ, từ câu 729 đến 735. Tại sao gọi là Kinh Đa Thọ? Đa Thọ, Pahuwe Daniya, có nghĩa là nhiều cảm thọ hay nhiều cách hiểu về cảm thọ. Tên kinh ấy lấy theo ý chính của bài kinh. 730, đại ý kinh Đa Thọ là gì? Người thợ mộc Kancha Kanga đến tôn giả Chuvaji hỏi về cảm thọ của Đức Thế Tôn dạy. Câu trả lời là có ba thứ cảm thọ. Khi nghe vậy, người thợ mộc không đồng ý, vì vốn hiểu rằng Đức Phật chỉ có hai cảm thọ là khổ và lạc, trong khi cái không khổ không lạc là niết bàn tịch tịnh. Cả hai không thể đồng ý với nhau. Tôn giả Ananda tình cờ nghe được chuyện này, bạch với Đức Phật câu chuyện. Quý vị đợi chút nha. Đức Thế Tôn sau khi nghe xong dạy rằng cả hai đều là đúng, nhưng họ không thể thuyết phục nhau vì mỗi người nói Phật,
mỗi người nói phạm trù khác nhau, rồi Ngài đề cập nhiều loại thọ và nhiều cách nói về thọ. Người thợ mộc Achakanga ngũ phần đến tôn giả Udaichi Ubayi là nhân vật thế nào? Tôn giả Ubayi còn gọi là Pandita Ubayi, con trai của một bà la môn ở Kambilawatthu. Vị này chứng kiến được sự hiển hóa thần thông của Đức Phật khi Ngài về thăm cố hương lần đầu. Ubayi phát tâm xuất gia, không bao lâu chứng thánh quả A-la-hán, là một người có khổ tài khả năng khẩu xuất thành thơ. Achakanga là một người thợ mộc giỏi, làm việc cho vua Pajanadi, là một đệ tử sùng tín Đức Phật và cũng là người ưa thích đàm luận theo Ngài Buddha Gosa. Sở dĩ vị này biệt danh là vì thói quen đi đó đây thường mang theo 5 món đồ nghề của thợ mộc. 732, Đức Phật đã phán xét ai là người đúng. Bậc đạo sự dạy cả hai đều nói đúng với những gì được nghe. Nì Ananda, dầu cho pháp môn của Bài Chi là đúng, nhưng thợ mộc Achakanga không chấp nhận. Dầu cho pháp môn của người thợ mộc Achakanga đúng, nhưng Ubayi không chấp nhận. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, Ngài dạy nhiều con số khác nhau về cảm thọ. Này Ananda, hai thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, ba thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, năm thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, sáu thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, 18 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, 36 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn, 108 thọ được ta nói đến tùy theo một pháp môn. Như vậy, này Ananda, pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. Cảm thọ là cảm thọ thân và cảm thọ của tâm. Như Achakanga được nghe, cảm thọ là cảm thọ khổ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Như giả Ubayi được nghe, năm thọ là khổ, lạc, tu, hỷ, xả. Sáu thọ là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. 18 thọ là ba thọ, khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ, sanh từ tiếp xúc với sáu cảnh. 36 thọ gồm 18 thọ thường tình cộng 18 thọ do sự tu tập. 108 thọ. 108 thọ là 36 thọ nhân cho ba thời quá khứ, vị hiện tại, vị lai. Đức Phật cũng khuyên nên có thái độ khởi mở lắng nghe đối với những gì khác biệt. Này Ananda, vì pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên đối với những ai không chấp nhận, không tán đồng, không tùy thuộc những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự này sẽ xảy ra, họ sẽ sống đấu tranh, khẩu tranh, luận tranh, đả thương tranh với những binh khí miệng lưỡi. Như vậy, này Ananda, pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn. Này Ananda, vì pháp được ta thuyết giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên đối với những ai chấp nhận, tán đồng, tùy hỷ những điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự kiện này sẽ xảy ra, họ sẽ sống hòa hợp, tán đồng, tùy hỷ với nhau như nước với sữa và nhìn nhau với cặp mắt tương ái. 734,
Thế nào là nhiều cách nói khác nhau về cảm thọ? Đức Phật từng tự dạy về các hỷ lạc, một khái niệm thường gắn liền với cảm thọ, đôi khi nghe gần như mâu thuẫn, nên được hiểu với nhiều phạm trù khác nhau. Lạc và hỷ nói theo thường thức của năm dục: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Như khi Phật dạy, ta không thấy một sắc, một âm thanh nào lôi cuốn đối với người nam như sắc thinh của những người nữ, hay ngược lại. Lạc và hỷ, khi tâm không bị xáo trộn bởi năm triền cái của ly dục, tức trạng thái sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh tầm có tứ, hoàn toàn không pha lẫn với dục tham, sân tham, hôn thụy, trảo hối và nghi hoặc. 3. Lạc hỷ và hỷ, khi sự hạnh phúc và sự thuần thục thể nhập không hướng tâm lạc của nhị thiền, hỷ lạc không tầm không tứ. Lạc và hỷ khi không còn sự hân hoan vì quá quen thuộc của tam thiền với xả niệm lạc thú, không có hỷ. Lạc và hỷ của một trạng thái hạnh phúc tế nhị, không còn hỷ lạc của tứ thiền xả niệm thanh tịnh, không có hỷ và lạc chỉ thọ xả của bốn thiền vô sắc giới, không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi tưởng. Đây là thứ hạnh phúc bất khổ, bất lạc, như Ban Cha Căn Ga đã nói. 6. Lạc và hỷ không còn cảm thọ tức diệt khổ, tưởng định được hiểu là hạnh phúc. Theo sớ giải là không đau khổ như khi Ngài Sariputta được hỏi có thứ hạnh phúc nào không cảm thọ, thì Ngài trả lời là chính không cảm thọ mới là chân hạnh phúc. Như vậy hỷ lạc hay hạnh có thể nói trong nhiều phạm trù khác nhau, kể cả niết bàn, hay vượt ngoài cảm thọ, diệt thọ, tưởng định, hoặc chỉ còn xả niệm thanh tịnh, tứ thiền. Người học Phật rất cần tinh tế về điểm này, không nên quá chấp thụ từ vựng rồi để bị đóng khung. 7-3 năm, Đức Phật đã nói gì thêm về hỷ lạc của diệt thọ tưởng định? Ngài dạy rằng có thể ngoại đạo sẽ kết luận rằng Đức Phật nói diệt khổ tưởng định thuộc lạc thọ, nhưng đệ tử Phật nên minh định Đức Thế Tôn dạy hạnh phúc không chỉ nằm ở cảm thọ lạc, mà ở bất cứ đâu hạnh phúc được tìm thấy, như sự chấm dứt khổ đau của hữu pháp. Thưa bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt, chúng con xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Còn kính thỉnh đại đức Pháp Tính cầm mic. Nó một buổi thời gian kính đến lễ thượng tọa tuệ sư, đến lễ chư tôn đức tôn giáo tất cả quý phật tử. Chúng ta ghi nhận chưa một chút, dường như đại đức Tính đang gặp công tác về đường truyền. Trong lúc chờ đợi đại đức Pháp Tính không biết thì chúng tôi sẽ được thay lời nói vài câu. Hy vọng rằng trong giây lát thì được trên của Đức Phật Tính tốt rồi. Thưa quý vị, bài tiếng ngày hôm nay không có dài, nhưng mà đề cập đến hai điểm tương đối rất là
quan trọng. Đại Đức Pháp Tính vào rồi, không biết Đại Đức Pháp Tính còn biết được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính còn biết được, xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính bắt đầu buổi giảng hôm nay. Dạ, alo, alo, quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Tà Giả, Nam mô Tham Ma Giả, Nam mô Sang Kha Giả. Con xin thành kính lễ Phật giáo pháp và chúng ta. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Tề Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Không biết tại sao cái đường nét thì chúng tôi tự nhiên nó bị trục trặc, và bây giờ thì phải dùng đến cái điện thoại thì mới vào được. Quý vị vẫn còn nghe được âm thanh rõ phải không? Dạ alo. Dạ, con cảm ơn thượng tọa Minh Hạnh. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài học ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái bài kinh nói về kinh Đa Thọ. Cái tựa bài kinh này là do dựa theo là cái ý nghĩa, dựa theo cái ý nghĩa của kinh, thành ra tên của bài kinh là có cái tựa là kinh Đa Thọ. Bậc phu về đại giá xuất ta. Vậy thì ở trong đại ý của bài kinh Đa Thọ này là nói về cái người thợ mộc Bên Chát Cảnh Gác đã đàm luận với tôn giả Cú Đa Di, hỏi về các cái cảm thọ. Thì khi mà được nghe người thợ mộc Bên Chát Cảnh Gác hỏi về thọ đó, ngài Cú Đa Di thì ngài mới trả lời là có ba cái thứ cảm thọ. Khi mà ngài được nghe như vậy thì cái người thợ mộc không có đồng ý, thì vốn là cái vị này mới nói rằng là trước đây đã nghe Đức Thế Tôn thuyết là chỉ có hai cảm thọ thôi. Hai cái cảm thọ thôi, là thọ khổ và thọ lạc. Còn cái không khổ không lạc có nghĩa là cái thọ xả, là nói về Niết Bàn. Thì khi mà hai người này nói ra hai cái tư tưởng khác nhau, rồi lúc đó Đại Đức Ananda cũng nghe được cái sự kiện này, nên Đại Đức Ananda đã về nói lại cho Đức Phật nghe là bạch Đức Thế Tôn, là lúc sáng con nghe hai vị có cái sự
tranh luận là như vậy. Thì quý vị biết lúc đó Đức Phật có cái sự phán xét là coi như là hai vị này là đều có cái tư tưởng khác nhau. Người này muốn chấp nhận người kia mà người kia cũng không có chấp nhận về cái người này. Đó thì hai vị có một cái dạ, quý vị nghe lại chưa? Hôm nay nó hơi khổ nha quý vị. Hôm nay nó hơi khổ. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa Nhật Bản Đường Động Minh Hạnh. Rồi, bây giờ thì chúng tôi tiếp tục đó. Thì coi như là hai vị cái người thợ mộc của ngày Cú Đại Dí, hai coi như là cũng như là có cái sự bất đồng với nhau. Thì ở vậy thì ở trong cái bài kinh này nói về hai cái vị này đang có cái sự tranh luận với nhau. Thì ngài Ú Đa Dí, ngài Ú Đa Dí này thì quý vị biết rằng cái ngài Ú Đa Dí này là cái là một cái vị thì khu. Khi mà một lần thấy Đức Phật về để mà tế độ quyến thuộc đó, thì khi đó Đức Phật đã thị hiện thần thông. Thì ngài Ú Đa Dí ngài thấy ngài quan hỷ quá, ngài xin xuất gia. Và sau khi xuất gia thì không có bao lâu thì coi như là vị này đắc được đạo quả A La Hán. Còn nói về cái người thợ mộc á, Bên Chát Canh Gá đó, cái người thợ mộc này là coi như là cái người thợ mộc mà chuyên làm việc cho Đức Vua Bát Xê Na Đít. Đó, hai nhân vật này. Nhưng mà bây giờ thì đến Đức Phật ngài giải thích, tại vì là quý vị thấy rằng á, nói về cảm thọ, nói hai thọ cũng được, thân thọ và tâm thọ, ba thọ cũng được, thọ khổ, thọ lạc, thọ phi. Đó, rồi nói về năm thọ cũng được, mà nói về sáu thọ cũng được, nói về 108 thọ cũng được. Đó, thành ra ở trong cái bài kinh này, Đức Phật đã thuyết lại những cái cảm thọ này cho Đại Đức Ananda nghe. Thì thật sự ra đó, thì quý vị thấy rằng trong cái cuộc đời của chúng ta đó là coi như là lúc nào chúng ta cũng có cái cảm thọ chi phối.
nhưng mà mình không biết thôi. Mình chỉ có thí dụ như giờ mình khổ quá, mình than khổ quá, buồn quá, than buồn quá, nhưng mà thật sự ra mới vừa lấy lại tinh thần thì nhìn lại trên màn hình đã rất mít nữa rồi. Thì kính thưa quý vị, thật sự ra ở trong đời của chúng ta, những cái lúc mà chúng ta vui, những cái lúc mà chúng ta buồn, những cái lúc mà chúng ta sầu não vân vân, thì đó là cái cảm thọ nó nhận được. Đó là cái cảm thọ nó nhận được. Nhưng mà do mình thường sống chung với cái pháp tục đế, có nghĩa là mình nghĩ hôm nay tôi buồn, hôm nay tôi khổ, hôm nay tôi chán quá. Cũng như trong những giây phút nãy giờ, chúng tôi cố gắng lấy lại tinh thần, nhưng mà ngó lên màn hình là thấy mình cứ rớt internet biết. Đó, vậy thì những cái này là do cái cảm thọ nó sinh ra. Vậy thì trước tiên thọ có nghĩa là gì? Vedana có nghĩa là cái sự nhận lãnh, là cái cảm nhận, cái cảm giác, là cái cảm giác. Khi nào mà chúng ta nhận lấy cái sự đau khổ, hoặc là khi nào mà chúng ta được hạnh phúc, thì cái đó là do cái cảm thọ, là cái cảm thọ nó nhận được. Đó, trước tiên thì ở trong cái bài kinh này có liên quan đến cái chữ thọ nào Vedana. Thì khi nào mà chúng ta nhận lãnh một cái hoàn cảnh gì đó, một cái cảm giác gì đó, thì khi đó, đó là do thọ nó sanh lên để mà nó cảm nhận cái điều đó. Rồi, vậy thì ở đây thì khi mà Đức Phật nói là thọ mà được nói có hai, khi mà trình bày mà thọ mà được nói có hai là có nghĩa là cái gì quý vị? Có nghĩa là thân thọ và tâm thọ. Thân thì chúng ta thấy rằng có khi chúng ta sẽ nhận được những cái cảm giác đau của thân, mà chúng ta học ở trong cái diệu pháp thân thức khổ, thân thức thọ khổ quả bất thiện, hoặc là thân thức thọ lạc quả bất thiện. Còn đối với tâm thì đó, tâm của chúng ta có khi chúng ta thọ hỷ nè, có khi mà chúng ta thọ u nè, có nghĩa là chúng ta có lúc chúng ta vui, có lúc chúng ta buồn, có lúc chúng ta không vui không buồn. Nhưng mà ở đây tại sao mà mình học về niệm vị, những cái cảm thọ này nó chi phối ở trong cái đời sống của chúng ta rất là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy đó, có nhiều người bình thường người ta rất là hiền, nhưng mà khi mà người ta bị đánh đau quá, hoặc là người ta bị một cái gì mà nó khó chịu quá, có thể người ta dẫn đến cái sự tự tử nào, hoặc là có thể cái người đó sẽ trở nên hung dữ. Cũng như giống như cái trường hợp mà quý vị thấy rằng có những người mà người ta khổ, người ta bị nhận cảm thọ nó khổ về thân quá, người ta bực mình quá, người ta cũng trở nên cái sự mà hung dữ. Rồi có người mà người ta thọ khổ quá thì sống là người ta cũng dẫn đến cái sự tự tử. Thí dụ như quý vị thấy rằng đối với ở trong kinh ngày xưa có trường hợp của ngài Vô Thí Cá, ngài bị cái chứng bệnh nó sanh lên, ngài đau khổ quá nên ngài đã tìm đến cái con dao để mà tự tử. Thành ra chúng tôi nói về cái khía cạnh này để cho chúng ta biết rằng là cái cảm thọ nó chi phối đời sống mình rất là nhiều.
là cái đời sống mình rất là nhiều. Rồi nếu mà bây giờ mà chúng ta được thọ lạc, là chúng ta có những cái cảm giác là chúng ta thọ lạc, là cái cơ thể của chúng ta, cái thân thể của chúng ta nó được mát mẻ, được mạnh khỏe, được thoải mái, thì nó cũng giúp cho chúng ta có nhiều khi chúng ta tính tình của chúng ta nó sẽ trở nên hào phóng, là một con người mình nó sẽ nhã nhặn, hoặc là con người mình nó sẽ có một cái giống như là mình biết cái cách sống đó. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái cảm thọ đó, là nó sẽ chi phối ở trong cái đời sống mình rất là nhiều. Còn mà khi mà nói về mà ba thọ đó, là ba thọ, thọ lạc, thọ khổ và thọ xả, là thì coi như là nói về cái lúc đó, đó là do tâm của chúng ta, là cái tâm ta cảm thấy, chúng ta nhận được là những cái điều đó. Ví dụ quý vị thấy rằng là ở trong khi mà những cái cảm thọ, ví dụ như là cái thân của chúng ta đó, là cái thân của chúng ta do chúng ta đi đường xa là mà chúng ta bị nắng nó chi phối, hoặc là bị cái sức nóng nó chi phối. Khi mà chúng ta trở về rồi đó, chúng ta vào được ở trong một cái chỗ nào đó là nó mát mẻ, nó có được cái những cái nước uống nó vân vân, thì lúc đó, đó là nó sẽ dễ dàng sanh lên cái thọ lạc. Còn nếu mà chúng ta đi về, chúng ta đi đường xa mà chúng ta trở về đó, mà chúng ta gặp những cái cảnh nó bề bộn, hoặc là những cái cảnh nó làm cho mình khó chịu đó, thì lúc đó mình sanh lên một là cái sự khó chịu ở trong tâm, hoặc là chúng ta sanh lên cái sự khó chịu ở trong cái thân của mình đó. Rồi có những cái đó thì có trường hợp nó rơi vào thọ lạc, có trường hợp nó rơi vào cái thọ khổ. Rồi đối với bình thường bây giờ, ví dụ như bây giờ chúng ta quán xét, mình thấy ở trong tâm mình cũng không có cái gì mà nó đau buồn, mà hỏi mình có gì vui không, cũng không có gì vui, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái của thọ xả. Có nghĩa là mình không có đau khổ, mà mình cũng không có hạnh phúc, vui mà mình cũng không có buồn đó. Thì trong cái trường hợp đó mà như vậy đó, thì được gọi là xả thọ, hoặc là thọ xả. Rồi khi mà nói đến năm thọ cũng có, nói đến năm thọ cũng có, vì nói đến năm thọ đó là nói đến cái gì? Nói đến là cái quyền, cái quyền lạc quyền, rồi khổ quyền, u quyền, hỷ quyền và xả quyền. Cái này á, tại sao mà có cái chữ quyền ở trong đây quý vị? Tại sao mà có cái chữ quyền ở trong đây? Có nghĩa là thí dụ như bây giờ cái này nó cũng thuộc về những cái từ ngữ chuyên môn của Phật học nhiều. Thí dụ như bây giờ mình nói về lạc quyền, xuất kinh được biết, có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa đó, nếu mà phân tích theo trong nhiều pháp á, là cái tâm sở thọ đó nó sẽ hướng dẫn những cái pháp đồng sanh để mà hưởng một cái trạng thái thoải mái. Thành ra lúc này á, là chúng ta kêu là lạc quyền, chứ giờ cũng biết kêu bằng chữ gì. Nếu mà mình muốn thay đổi á, mình cũng biết kêu bằng cái chữ gì. Thì ở đây thì chúng tôi muốn định nghĩa lại đó, cho mình lặp đi lặp lại cho quý vị dễ hiểu. Chứ bình thường á, hình như là chúng tôi thấy rằng ở trong đời của mình, ở trong cái đời sống thường nhật của mình, mình không có xài cái chữ lạc quyền hoặc là cái chữ ưu quyền gì hết, mình không có xài những cái cụm từ đó. Nhưng mà khi mà mình tu tập hoặc là mình học ở trong cái bài kinh đã nói là đa thọ rồi, nhiều thọ rồi, thì mình phải có học về cái điều này. Vậy thì cái lạc quyền có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái lạc quyền này đó là cái tâm do cái chức năng, cái chức năng của cái tâm sở thọ đó, rồi
với những cái pháp nào, những cái pháp nào mà nó đồng sanh với cái tâm sở thọ này, nó hưởng một cái trạng thái, nó đồng sanh lên để mà nó hưởng một cái trạng thái, để mà nó trạng thái làm cho mình thoải mái. Thì trong cái sự thoải mái đó đó thì chúng ta gọi là lạc quyền. Trong cái sự thoải mái đó thì chúng ta gọi là lạc quyền. Thì cái điều này nó có liên quan gì không? Có liên quan chứ. Nếu ta chúng ta tu tập đó, mà làm cho cái cảm thọ lạc này nè nó được mà tăng trưởng, nó được sung mãn đó, thì nó mới trở thành cái chi lạc của thiền, nó trở thành cái chi lạc của thiền quý vị. Còn nếu mà bởi vì khi mà chúng ta đó, mà không có cái chúng ta không phát triển được cái những cái cảm thọ này, chúng ta không có làm cho tăng trưởng hoặc là làm cho sung mãn, thì coi như là lúc đó chúng ta bị chi phối bởi những cái truyền cái, bởi những cái chi của truyền cái, có nghĩa là mình tâm của mình nó bị trạo hôi, hoặc là mình bị phóng tâm vân vân, mình bị đủ thứ chuyện hết. Thành ra đó, ở trong những cái vị mà khi mà người ta tu tập về thiền để mà chứng thiền được đó, thì người ta cũng có những cái chi lạc này, nó sanh lên mà nó đè nén được những cái truyền cái. Còn bình thường á, cái sự an lạc mà mình nhận biết á, ở trong thân thể của mình á, ví dụ như giờ khi mà ví dụ như lúc nào mà chúng tôi ngồi, chúng tôi giảng, mà mình cảm thấy mình ngồi ở trên một cái chiếc ghế và một cái bàn với một cái tư thế nó thoải mái, mà ở trong cũng như là ở cái với một cái thời tiết nó cũng được mát mẻ vân vân, thì những cái trường hợp đó, đó là coi như là nó chỉ là cái thân an lạc thôi, cái thân mình nó được an lạc thôi, chứ nó chưa phải là cái chi lạc của thiền. Khi nào mà chúng ta làm cho nó sung mãn, nó tăng trưởng, nó mạnh lên đó, thì mà nó có thể ức chế được những cái truyền cái đó, thì mới, lúc đó nó mới trở thành cái chi lạc của thiền. Cái điều này á, thật ra đó, quý vị biết rằng nó ở trong cái đời sống tu tập hoặc là một cái đời sống bình thường đó, nó cũng phải chi phối, nó bị chi phối rất là nhiều. Cũng như ở trong Pháp Cú Kinh đó, quý vị thấy có kể là cái câu chuyện đó, của một cái người nông dân đó, mà khi mà đi đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà đối với Đức Phật, cái ngài biết được ngài với cái tha tâm thông của ngài, cái thần thông của ngài, ngài biết được cái anh nông dân này nè, ảnh cũng muốn nghe pháp lắm, nhưng mà người ảnh bây giờ nó đang đói lả luôn, đang đói lả luôn, thì có nghe nó thì cũng không lãnh hội, cũng không có lãnh hội được. Thành ra Đức Phật mới nói với các người cư sĩ là thức ăn còn hay không, nếu mà còn đem cho anh nông dân này một phần để anh ăn. Thì quý vị biết khi mà anh nông dân này anh ăn xong rồi đó, anh no, thì cái thân của ảnh được an lạc, cái thân của ảnh được an lạc. Thành ra lúc đó anh ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, khi mà Đức Phật thuyết giảng giúp thực pháp, ảnh chứng được quả Tu Đà Hoàn, chứng được quả Diệu Lưu. Thành ra quý vị thấy rằng tại sao mà Đức Phật không thuyết trước, tại vì khi mà đói bụng quá đó thì thân không có an lạc, thân không có an lạc. Bây giờ quý vị đói quá mà bây giờ còn ngồi nghe thì mình không có an lạc, thành ra tâm mình không có tập trung được, thân không có sảng khoái, tâm không có hân hoan đó. Còn khi mà được no bụng rồi, lúc đó đó tâm hân hoan, thân thì sảng khoái, tâm thì hân hoan. Thành ra sau khi nghe pháp chứng đắc được đạo quả luôn. Mà chúng tôi nghĩ rằng chắc có lẽ ở trong thời nay người ta ưa dùng cái câu mà có thực mới dịch được đạo á, thì như là hơi lạm dụng quá, chắc cũng dựa vào chỗ này. Thật sự ra thì quý vị thấy rằng là do nghe pháp để đắc đạo quả, Tu Đà Hoàn, chứ không phải mà bài thức ăn ra để mà người ta đi đến chùa đông rồi mình nói có thực mới dịch được đạo, rồi cũng giống như trong kinh ngày xưa có người như vậy, thì cái điều đó nó không có thích hợp quý vị đó. Rồi vậy thì ở trong cái phần năm thọ này đó, có lạc quyền,
Rồi kế nữa là đến khổ quyền. Khổ quyền á, thì cũng giống y như vậy luôn. Đó có nghĩa là tâm tâm sở đó, là cái tâm sở đó đó dẫn dắt, là cái tâm sở thọ đó cũng hướng dẫn là các cái pháp đồng sanh, để mà nó nhận, nó nhận cái gì, nó nhận một cái cảm giác khó chịu, là nó nhận một cái cảm giác khó chịu thành ra đó, nên là chúng ta gọi đó là khổ quyền, là chúng ta gọi đó là khổ quyền. Nó thì chỉ có cái, chỉ có cái chức năng này á, in đời quý giá đó, cái chức năng này nó nhận lãnh thành ra, chứ không có cái chức năng nào khác mà nó nhận mấy cái sự khổ hoặc là cái sự lạc hết. Thành ra chúng ta mới nói là nó là cái quyền á, cũng như là giống như là tôi có quyền làm gì đó. À, thì chỉ có cái chức năng này á, nó mới nhận lấy cái lạc quyền, chỉ có cái chức năng này nó mới nhận lấy là cái khổ quyền. Và như hồi nãy chúng tôi đã nói thì á, chỉ có cái khổ quyền này nè, cái chức năng này nè, nó mới dám làm cho cái một cái người bình thường mà người ta đau khổ quá người ta tự sát. Đó, cũng như cái trường hợp mà nãy chúng tôi nói ngày Vô Thí Cá đó, đó ngày không thể chịu đựng được nên ngày đã tự sát. Đó, rồi cái thứ ba nữa là hỷ quyền Somanat xin được lý giá. Có nghĩa hỷ quyền ở đây á, thì cũng giống mà cái sự định nghĩa mà hồi nãy chúng tôi nói, là có nghĩa là cái tâm sở thọ cũng hướng dẫn các pháp đồng sanh để mà nó nhận lấy một cái trạng thái, là trạng thái thích thú, hay là cái trạng thái mừng, hay là cái trạng thái mà hân hoan vui thích, thì những cái đó chúng ta gọi là hỷ quyền. Là hỷ quyền. Bây giờ mình quý vị ngồi, quý vị nghĩ coi, mình mà vui, mình hân hoan này kia, ngoài ra có cái chỗ nào nó nhận không? Không có chỗ nào nó nhận hết. À, chỉ có cái hỷ quyền này nè, nó mới nhận lấy cái cảm giác đó, à, cái trạng thái đó. Ra chúng ta gọi tên nó là hỷ quyền. À, chúng ta gọi tên nó là hỷ quyền. Thì à, nhưng mà chúng ta cũng nên nhớ, ở trong đây đó, thì cũng có cái cảm thọ hỷ mà mình nên thân cận, cảm thọ hỷ mình không nên thân cận. Ví dụ như bây giờ đó, mình cảm thấy mình nghe cái vị đó thành tựu được là về đức tin hoặc là về cái sự mà bố thí vân vân, mình nghe mình quan hỷ, là mình nghe rồi mình quan hỷ rồi mình cũng mong mình tu tập là nó cũng đạt đến như vậy đó. Thì cái hỷ này đó, à, mình khi mà mình nghe mình vui thích mà để mà làm thiện pháp mình tăng trưởng thì mình cũng, à, mình cũng nên thân cận. Còn ba cái chuyện mà, cái chuyện mà hỷ mà nó đem đến mà nó tăng trưởng ác bất thiện pháp thì cái hỷ đó chúng ta không có nên thân cận. Quý vị biết rằng, à, cũng như á, có nhiều lúc á, chúng tôi có thời gian á, chúng tôi cũng coi ở trên mạng, thì mình coi thật sự ra đó, mình coi về cái cách người ta viết văn hay là cái cách người ta làm bài, cái cách gì đó, nhưng mà lâu lâu nó cũng lọt vào những cái chương trình. Ví dụ như chúng tôi coi về người ta chiếu lên một cái cô gái đó, cổ bắt những cái con rít mà rất là lớn, rồi cổ cắt ra từng đoạn, rồi cổ móc vô cái lưỡi câu, cổ câu cá trê, hãy mà dục xuống là cá trê ăn, dục xuống là cá trê ăn. Thật sự ra quý vị biết chúng tôi coi đó, chúng tôi rất là sợ. Mình sợ vì không phải là mình sợ, mình sợ là mình vui thích mất công mình cộng nghiệp. Tuy rằng là hình ảnh quý vị, tuy rằng là cái đó là hình ảnh, nhưng mà mình coi nhiều khi mình thấy cái sự dạng dĩ mà người ta cầm cái con rít rồi người ta lấy cái kéo người ta cắt ra từng khúc rồi người ta xỏ vô lưỡi câu rồi này kia, rồi người ta câu cá lên hãy mà dục xuống là dính cá. Thì mình nhìn những cái hình ảnh đó, mình rất là sợ nhiều khi mình quan hỷ hoặc là mình thích thú ở trong đó, thì lúc đó chúng tôi mới nhớ rằng là cái hỷ mà mình không nên hân cận á, là cái hỷ nào, cái hỷ nào mà nó cảm thấy có cái gì mà nó đổ máu hoặc là cái gì mà nó ác, nó làm hại chúng sanh khác vân vân. Thành ra lúc đó mình nhớ lại là coi như là những cái hỷ này không có nên thân cận đó.
Thành ra đó thì ở đây chúng tôi nói về cái năm thọ mà được nói có năm, nhưng mà sẵn chúng tôi nhớ cái điều nào chúng tôi cũng chia sẻ đến quý vị đó. Rồi thứ tư là u quyền. U quyền có nghĩa là cái gì? Có nghĩa là cái trạng thái sầu muộn. U này mà quý vị không biết nữa là rất là dở. Ở trong đời sống của mình có những lúc tự nhiên mình cảm thấy mình sầu lắm, cảm thấy sầu muộn, cảm thấy sầu muộn lắm. Thật sự ra đó, trong những ngày qua cho đến hôm nay cũng vậy, khi mà tối chiều mà sụp tối đến, quý vị biết rằng chúng tôi nhìn cái cảnh chùa đó thiếu đi hòa thượng thì mình nhìn rất là buồn, mình nhìn rất là buồn. Nhưng mà có một cái điều á, là chúng tôi khi mà buồn đó, chúng tôi cũng quay trở lại, chúng tôi chạy vào trong phòng để kiếm một cái việc gì đó làm, hoặc không thôi là mở mấy cái bài kinh ra mình coi. Chúng tôi rất là thích đọc lại những cái bài kinh nào mình đã từng đọc rồi đó. Thành ra quý vị biết rằng chứ không thôi, nếu mà mình không có cái sự thuyết pháp này, hoặc là mình không có cái sự coi kinh này, chắc có lẽ rằng cái nỗi buồn nó càng ngày nó càng tăng trưởng, cái nỗi buồn nó càng ngày nó càng tăng trưởng quý vị đó. Thành ra đó, cái u quyền này là coi như là nói đến là chúng ta đã từng trải qua hết rồi. Có nghĩa là những cái sự mà buồn, khó chịu, không hài lòng, không có hài lòng đó, bất mãn vân vân, thì trong cái trường hợp đó được gom chung là hết là u quyền, được gom chung hết là u quyền. Rồi còn là xả quyền. Xả quyền này cái trạng thái này khó nha, cái trạng thái này rất là khó. Tại vì cái trạng thái của xả quyền á, xả quyền á là một cái trạng thái mà nó thản nhiên lắm, nó vô tư, nó không vui không buồn trước cảnh. Mà chúng ta thật sự ra chúng ta khó có cái trạng thái này. Bởi vậy quý vị biết đó, nhiều khi đó, tu tập về tứ niệm xứ chúng tôi đọc đó, mà mình tu mà cái phần mình niệm thọ đó thì đọc vô thì mình cũng rất là quan hỷ. Nhưng mà khi mà cái thọ xả nó sanh lên mình không biết quý vị. Đối với một cái trong cái bài kinh tứ niệm xứ, hoặc là mình tu tập bốn cái đề mục thân thọ tâm pháp, thì ở trong đó có một cái đề mục đó là niệm thọ. Niệm thọ chúng tôi rất là sợ đến cái trạng thái mà thọ xả đó, nó vi tế quá, mình rất là khó bắt, rất là khó bắt. Cái trạng thái mà mình thọ lạc, thọ hỷ, thọ khổ, thọ u gì đó, nó dễ quý vị, nó cũng dễ nhận. Nhưng mà cái trạng thái mà thọ xả đó là thản nhiên, nó rất là thản nhiên. Thành ra chúng tôi thấy hình như là nó rất là vi tế, thành ra mình rất là khó để mình. Dạ, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, nhảy tùm lum hết, không biết sao kỳ. Rồi, xả quyền. Vậy thì cái xả quyền này là không vui, không buồn trước cái nghịch cảnh. Đó, thì ở trong cái xả quyền này nè, các vị trưởng lão có một cái giống như Bồ Tát của chúng ta đó, là tiền thân của Đức Phật đó nha. Tiền thân của Đức Phật đó, lúc mà Ngài là một cái vị mà Bồ Tát mà đang tu về cái hạnh xả ly á, là cái hạnh xả ly đó, Bồ Tát lúc đó có tên là Lô Hâm Sắc Cá. Thì khi đó Bồ Tát của mình á, ngự ở trong một cái bãi tha ma đó. Quý vị biết rằng á, lúc đó đó có một cái đám trẻ nhỏ đó, nó phá phách Ngài, nó ném những cái vật mà không tốt, những cái vật dơ vào ở trong người của Ngài. Rồi một đám trẻ khác á, thì nó cung kính, nó dọn dẹp, nó cầm những đứa xuống, rồi nó cung kính, nó dọn dẹp cho Ngài. Nhưng mà lúc đó quý vị biết rằng khi mà Ngài bị ném đồ vô, Ngài vẫn thản nhiên bình lặng.
Rồi khi mà ngài được người ta đến, người ta dọn dẹp đó, rồi người ta cung kính đó, thì lúc đó đó ngài cũng vẫn thản nhiên, ngài cũng vẫn thản nhiên quý vị. Thì lúc đó đó cái tâm như vậy đó mới chính là thọ xả, mới chính là cái thọ xả. Mà chính cái thọ xả này nó mới khiến cho mình chịu đựng được, chịu đựng được. Cũng như nãy giờ quý vị biết rằng ha, mỗi lần mình nó có cái tín hiệu trục trặc như internet đó, là chúng tôi cảm thấy là mình rất là khó chịu rồi. Thành ra nãy chúng tôi nói đó, tu tập mà cái tâm mà mình có cái tâm mà xả đó, nó khó lắm nha. Rồi hoặc là cái thọ xả nó cũng khó nha, nó cũng rất là khó quý vị. Thành ra đó chúng tôi cũng ráng cố gắng, thì quý vị cũng ráng cố gắng với chúng tôi. Thật sự ra đó thì ở trong cái bài kinh này thì chúng tôi cũng rất là thích quý vị. Tại vì nhiều khi mình quên thì mình nghĩ rằng ở trong cái cuộc đời này mình đau khổ hoặc là mình hạnh phúc này kia vân vân. Nhưng mà khi mà học về cái cảm thọ này mình thấy rằng là cái cuộc đời này là coi như là do cái cảm thọ nó hứng chịu thôi. Nhưng mà mình quen với tục đế rồi, mình quen với tục đế rồi, thành ra mình cứ nói rằng ôi tôi buồn quá, tôi khổ quá, hoặc là tôi hạnh phúc quá đó. Vậy thì cái phương diện mà năm thọ, cái phương diện năm thọ cũng được nói lên rồi. Vậy tiếp theo đến cái phương diện là sáu thọ. Sáu thọ là có nghĩa là phân theo cảnh quý vị, phân theo cảnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng chúng ta ở trong đời sống của chúng ta đó có cảnh gì, những gì mà con mắt chúng ta thấy thì gọi là nhãn, nhãn thức. Mà khi mà chúng ta thấy rồi đó, mà chúng ta có một cái cảm giác gì đó nó sanh lên thì chúng ta gọi là nhãn thọ, chúng ta gọi là nhãn thọ đó. Vậy thì nói về sáu thọ là khi nào, khi bây giờ khi nào mà quý vị thấy con mắt, ví dụ như con mắt của mình thấy những cái cảnh bông hoa đẹp quá, bông hoa đẹp quá, thấy thích quá đó, thì lúc đó gọi là nhãn thọ, lúc đó gọi là nhãn thọ quý vị. Là có nghĩa là con mắt của chúng ta khi nào mà chúng ta thấy các sắc, các cái hình ảnh gì đó, rồi chúng ta khởi lên thích hay là không thích gì đó, hoan hỷ hay là u sầu gì đó đó. Bây giờ nhìn thấy một cái hình ảnh nguyên một cái bầu trời nó tối thui, ảm đạm như thế luôn đó, thì coi như là mắt mình nhìn thấy cái đó thì lúc đó là nhãn thọ nó sanh lên. Rồi bây giờ đó mà tai của chúng ta đó mà nghe cái cảnh thinh, có nghĩa là nghe cái âm thanh, mình nghe cái âm thanh, ví dụ như có những lúc mà chúng tôi giảng đó, quý vị thấy máy bay nó bay ầm 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 như vậy thì lúc đó mình cũng bắt được cái cảnh thinh đó, cái âm thanh đó, thành ra chúng ta gọi là nhĩ thọ. Khi mà mình bắt được cái âm thanh đó rồi mà cái cảm giác nó sanh lên đó, cái cảm thọ nó sanh lên đó, thì chúng ta gọi là nhĩ thọ, chúng ta gọi là nhĩ thọ. Còn khi mà chúng ta mà bắt được, tóm thâu được các cái mùi, rồi lúc đó chúng ta có một cái cảm giác, chúng ta có một cái cảm giác gì đó, thì chúng ta gọi là tỷ thọ, tỷ thọ, tỷ thọ. Tỷ thọ có nghĩa là cái mùi á mà do mũi đó, mà các cái vị mà nó bị tóm thâu bởi cái lưỡi của mình, bởi cái lưỡi của mình, thì lúc đó nó sanh khởi lên một cái cảm giác nào đó thì chúng ta gọi là thiệt thọ, thiệt thọ. Rồi thân của chúng ta mà xúc chạm với một cái vật gì đó, nước lửa gió, cái vật gì đó mà nó sanh lên một cái cảm thọ thì chúng ta gọi là thân thọ. Cái điều này đâu có mà khó nhớ. Mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi nè, thân nè, rồi còn cuối cùng
suy nghĩ là cái ý thọ nương theo các cái cảnh pháp mà nó sanh khởi lên thì chúng ta gọi là ý thọ. Vậy thì mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi, mắt tai mũi lưỡi thân ý thôi. Rồi vậy thì ở trong cái về cái phương diện này đó, thì ở trong đời sống của chúng ta ở trong đời sống của chúng ta đó thì sáu cái cơ quan mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị, sáu cơ quan mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị á, thì quý vị thấy rằng là nó tiếp xúc ở trong đời, ở trong mọi ngày, mọi lúc, mọi giờ, mọi nơi, nó đều có cái sự tiếp xúc sanh khởi lên. Khi mà nó sanh khởi lên như vậy đó, khi mà nó sanh khởi lên như vậy đó thì là coi như là chúng ta có dính mắt không? Chúng ta có dính mắt không quý vị? Chúng ta khi mà đối với mắt tai mũi lưỡi của chúng ta, khi mà nó sanh lên, nó sanh, ví dụ như là mắt thấy sắc thì sanh, nó sản sanh lên cái nhãn thọ. Chúng tôi nói cho dễ hiểu chứ, khi mà mắt mình thấy cảnh sắc mà mình có cái cảm giác gì á, là cái nhãn thọ nó đã sanh lên rồi. Thành ra đó, ở trong cái trường hợp này á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi ý, là coi như là trong cái trường hợp này là nói về sáu thọ. Trong cái trường hợp này nói về sáu thọ đó, nó tùy theo quý vị. Bây giờ chúng ta muốn nói về thân thọ và tâm thọ cũng được, nói về ba thọ cũng được, rồi nói về sáu năm thọ cũng được, nói về sáu thọ cũng vậy cũng được đó. Rồi thì khi mà những cái thọ này đó, những cái thọ này á, là coi như là sáu cái thọ mà nó liên hệ đến sáu cảnh, thọ nó liên hệ đến sáu cảnh, thì có hai trường hợp ra. Thọ liên hệ với sáu cảnh á, thì nó có hai cái trường hợp nó xảy ra. Ví dụ như là chúng ta không có đắm nhiễm, không có dính mắt, mà bây giờ chúng ta nhìn những cái hình ảnh, hoặc là chúng ta nghe những cái âm thanh, nghe cái gì chúng ta cũng không có cái sự dính mắc ở trong đó hết đó. Thành ra mới gọi là thọ mà thọ xuất gia. Vậy thì rồi có những cái trường hợp chúng ta có mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, vân vân, rồi chúng ta cũng trở nên dính mắc với những cái cảm thọ đó. Thành ra đó mới gọi là cái thọ tại gia, có nghĩa là cái thọ đó, cái sự mình tiếp xúc với cảnh, mình bị cái sự dính mắc đó. Thành ra đó thành ra nó trở thành là coi như là không còn. Quý vị còn nghe âm thanh của chúng tôi nữa không? Alo. Bây giờ gần hết rồi, mong cho rồi. Bây giờ là nói về hai thọ, ba thọ, năm thọ, sáu thọ có rồi. Bây giờ nói 108 thọ. Rồi bây giờ nói 108 thọ. Bây giờ vậy thì chúng ta gom chung lại, thì chúng ta có tất cả là sáu cảnh, đúng không? Cảnh sắc nè, cảnh thinh nè, cảnh khí nè, cảnh vị nè, cảnh xúc nè, cảnh pháp nè. Đó, chúng ta có sáu cảnh. Chúng ta có sáu cảnh. Bây giờ quý vị ghi sáu cảnh đi, sáu cảnh rồi. Rồi sáu cảnh này á, thì chúng ta khi mà chúng ta gặp sáu cảnh này á, có khi á, chúng ta khởi lên cái gì quý vị? Có khi chúng ta khởi lên thọ lạc,
có khi chúng ta thở khởi lên cái thọ khổ, có khi ta khởi lên cái thọ u, đó. Nên nó thành nhiêu quý vị? Nó thành 18 thọ. Nó thành 18 thọ. Ở trong rồi 18 thọ rồi xong rồi cũng sáu cái cảnh này đó. Sáu cái cảnh này mà nó cũng duyên cho Alo. Rồi bây giờ trở lại cái vấn đề chúng tôi đang nói. Dạ, cảm ơn quý vị. Đối với sáu cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh kiến, quý vị, cảnh xúc, cảnh pháp, rồi nó mỗi khi mà chúng ta gặp những cái cảnh này nè, có khi á là chúng ta khởi lên thọ lạc, thọ khổ, hoặc là phi khổ phi lạc, có nghĩa là thọ xả đó, thì coi như là sáu mà nhân cho ba cái thọ này á, nó là 18 thọ. Rồi khi mà 18 thọ này á, có trường hợp á là mình đắm nhiễm, và có trường hợp mình không đắm nhiễm. Có trường hợp mình đắm nhiễm, có trường hợp mình không đắm nhiễm. Là ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là bây giờ á, ví dụ như chúng ta thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp gì đó, rồi cái bắt đầu nó sanh lên thọ khổ, thọ lạc, thọ khổ hoặc là thọ lạc, hoặc là thọ xả. Nhưng mà dù cho nó sanh lên thọ gì đó, mình cũng bị đắm nhiễm. Thành ra trường hợp này là một là chúng ta có 18 thọ rồi. Rồi có những người ta cũng thấy những cái cảnh này giống mình, rồi người ta cũng sanh lên thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, nhưng mà người ta không có đắm nhiễm. Giống như Bồ Tát, quý vị thấy Bồ Tát con nít nó chọi đồ lên, bọn trẻ nó chọi đồ lên, rồi có nhóm thì nó vô nó lao giùm ngài, rồi nó cung kính ngài, vân vân. Đó, thành ra trong cái trường hợp đó ngài cũng có cái sự thản nhiên. Có nghĩa là ngài không có giận, mà ngài cũng không có thích thú với hai đó. Đó thì ở đây cũng vậy, có những người là người ta cũng thấy những cái cảnh sắc, cảnh này cảnh kia, rồi người ta cũng sanh lên thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, nhưng mà người ta không dính mắt. Bây giờ người ta không dính mắt, thành ra nó có 18 nữa. Thì chúng ta lấy 18 với 18 nhân lại là chúng ta cộng lại là 36. Chúng ta nhân cho gì? Cho ba thờ. Chúng ta nhân thờ ba thờ là coi như là 108. 108 thọ. Đó, ba thờ quá khứ, hiện tại, vị lai là đủ 108 thọ. Đó thì vậy thì ở chỗ này mình nhớ 18 thọ mà không có đắm nhiễm, 18 thọ đắm nhiễm cộng lại là 36, 36 nhân cho 3 thì đủ 108 thọ. Thành ra cái bài kinh này, bài kinh đa thọ, nhiều thọ là như vậy.
Thì vậy thì ở trong cái bài học này thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài đã thuyết lại cho ngài Ananda nghe về rất là nhiều cái cảm thọ. Rồi từ đó trở lên nữa đó thì có những cái cảm thọ, có những cái hạnh phúc, có những cái cảm thọ là do an trú được ở trong thiền, an trú những cái tầng thiền, ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vân vân, thì nó cũng có một cái cảm thọ hạnh phúc, cũng có một cái cảm thọ hạnh phúc. Rồi khi mà cái vị nào mà chứng đạt được những cái tầng thiền nó cao hơn thì nó cũng có một cái cảm thọ hạnh phúc, mà nó hạnh phúc khác, nó có, cũng có một cái hạnh phúc nó cao hơn quý vị. Thí dụ như là những vị mà an trú ở trong cái thiền diệt thọ tưởng định thì giống như là an trú ở, trong niết bàn vậy quý vị. Có nghĩa là lúc này đình chỉ hết tất cả các hoạt động đó. Còn nói về cái lạc của niết bàn thì nó khác, có nghĩa là ở trong cái khi mà cái vị mà người ta chứng đạt niết bàn thì không phải là cái cảm thọ rồi. Ví dụ như ở trong cái câu Phật ngôn mà nói là cái lạc của niết bàn là tối thượng, tối thượng hơn tất cả các lạc. Nhưng mà ở đây là ở trong niết bàn có cái cảm thọ đó, tại vì chúng ta nhớ niết bàn là phi ngũ uẩn rồi, cảm thọ nó thuộc về mà thọ uẩn rồi. Thành ra ở trong niết bàn không có cái cảm thọ, mà niết bàn giống như là chúng ta là một cái người mà bị bệnh mà nó đau đớn, là bây giờ là mình hết bệnh hoạn, mình hết đau đớn, mình được cái trạng thái an lạc đó, được cái trạng thái an lạc đó, thì đối với cái lạc của niết bàn là giống như là chúng ta chấm dứt hết tất cả cái sự khổ đau. Thành ra nói về cái chấm dứt tất cả sự khổ đau đó là cái sự mà an lạc nhất đó. Thành ra đó, nói về cái cảm thọ nó cũng có nhiều cái khía cạnh, nói về cái hạnh phúc thì nó cũng có nhiều cái khía cạnh của hạnh phúc. Hạnh phúc là mình làm được điều thiện nó khác. Rồi hạnh phúc mà mình an trú được ở trong những cái tâm thiền thì nó được cái hạnh phúc nó khác. Rồi cái hạnh phúc mà nó cao tột ở trong cái tầng thiền mà diệt thọ tưởng định thì cái hạnh phúc nó lại khác nữa. Còn đối với cái hạnh phúc ở niết bàn, trong hạnh phúc mà do những vị mà chứng đạt niết bàn thì cái hạnh phúc đó này nó không có giống như những cái hạnh phúc này, nó là một cái sự mà an lạc do mình chấm dứt hết tất cả cái sự khổ sầu phiền não vân vân. Thành ra cái mỗi cái cảm thọ, mỗi nói về cảm thọ nó có nhiều cái cảm thọ khác nhau, nhiều cái cách trình bày khác nhau. Nói về cái hạnh phúc thì nó cũng có nhiều cái hạnh phúc khác nhau đó. Thì chung quy cái bài kinh này thì chúng tôi cố gắng để giải thích, nhưng mà nó cũng bị gián đoạn do cái internet nó chi phối chúng tôi rất là nhiều, thành ra nó cũng làm cho quý vị nghe không được liên tục, mong quý vị thông cảm. Và giờ đây thì con xin được dứt lời, con cho quý ngài còn thảo luận để mở rộng thêm. Với cái phần phước này con xin thành kính dâng lên chư tôn đức tăng và chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui trong giáo Phật Gautama, và cũng xin dâng cái phần phước Đức Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Giác Chánh. Con xin thành kính dâng phước này đến Hòa Thượng Ân Sư, và xin chia phước này đến tất cả các vị chư thiên và chúng sanh ở trong ba giới bốn loài, quan hệ toàn lãnh đồng điều nhau cả thải. Nam mô Bụt Thầy. Tập thuộc cái đường mà thi tập thiệt sư, không biết thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thi tập thiệt sư đang có mặt ở trước máy, xin thượng thi tập thiệt sư quan hỷ chia sẻ vài điều. Mà thi tập thiệt sư khi mình biết Phật này dạy về cảm
Đúng rồi. Sau đó Đức Phật này dạy về hỷ lạc xuất khát đồ Somanas, xuất khát đồ Somanas hỷ và lạc. Rồi ngài dạy hỷ và lạc ở trong nhiều cái phạm trù khác nhau, từ năm dục, tức là các cảnh khả ái khả ý, cho đến cái sự hỷ lạc do ly dục, rồi từ bỏ cả chi hỷ và chi lạc đó, rồi hình xã, và đặc biệt ngài dùng chi hỷ lạc để đối với cả cái trạng thái diệt thọ tưởng định, tức không cảm thọ nữa. Và ở trong một đoạn khác, những bài kinh khác, thì Đức Phật dùng chữ cụm từ Brahman Sukham, Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng. Thì khi mình Đức Phật ngài dùng cái chữ hỷ lạc ở trong nhiều phạm trù như vậy, thứ nhất thì tội về siêu hoan hỷ, cho biết cái cảm nhận của thượng tọa về siêu như thế nào. Khi mà mình nói hỷ lạc là không có cả hỷ là lạc, và thậm chí hỷ lạc không có cảm thọ nữa, như việc thọ tưởng định chẳng hạn. Xin thỉnh ý kiến của thượng tọa về siêu. Anh Nam Mô Bụt Thầy nha. Anh xin lỗi quý vị, xin lỗi thượng tọa. Cảm thân thượng tọa thuyết, thượng tọa nói ở trong cái laptop của chúng tôi xong là nhỏ quá. Bây giờ thượng tọa quan hỷ cho một cái câu hỏi tóm tắt, câu hỏi ngắn gọn về cái ý thượng tọa muốn hỏi. Dạ, xin cảm ơn thượng tọa. Thưa quý vị, bao giờ chúng ta cũng nhớ một điều, giáo pháp của Đức Thế Tôn là Upanayiko, tức là hướng thượng. Những cái gì mà có sẵn ở trong thế gian, nói một cách khác tức là cảm thọ hỷ lạc thuộc về ngũ uẩn, thuộc về thọ uẩn, cái đó nó bị vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy thì cái thọ uẩn trong thế gian này, trong cái pháp hữu vi, thọ uẩn trong pháp hữu vi
là nó chỉ lẩn quẩn ở trong cái phạm trù ở khổ thôi. Và cái gì còn là thọ quẩn thì cái đó nó chưa được giải thoát, hay chưa được chấm dứt sự khổ đau. Nhưng mà bây giờ khi mà Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp cho chúng sanh đó, nếu bất chợt mà Đức Thế Tôn Ngài nói về cái cảm giác diệt thọ tưởng thì chúng sanh chỉ có thể những người đại duyên đại căn thì họ mới có thể lãnh hội được. Còn như đối với phàm phu bình thường, khi mà họ nghe như vậy thì họ không hiểu ra, hoặc là họ cảm thấy chán nản khi mà phải nghĩ đến cái chỗ đó, phải nghĩ đến cái việc đó, cái việc mà diệt thọ tưởng, thế là họ không lãnh hội được. Đức Thế Tôn Ngài một cách khéo léo Ngài thuyết pháp, khéo thuyết chứ, và Ngài thuyết pháp một cách rất cẩn thận chứ không phải là không cẩn thận. Ngài khéo thuyết chứ không phải là Ngài vụng thuyết. Để dễ cho chúng sanh nhận thức, thì họ đã quen với hỷ lạc thuộc về các dục. Hỷ lạc thuộc về các dục. Khi mà Đức Thế Tôn Ngài trình bày cái điểm này trước thì họ sẽ nhận ra dễ. Nhưng mà chính cái hỷ lạc thuộc về các dục nó đi song song với cái sự khổ đau, bề trái của nó là cái sự đau khổ. Cho nên liền khi đó Đức Thế Tôn Ngài có cái sự so sánh và Ngài trình bày cái hỷ lạc của do ly dục, ly bất thiện pháp, tức là đi đến cái cảnh giới thuộc về định của thiền samadhi. Ở trong định đó thì có hỷ lạc. Đầu tiên sơ thiền là một trạng thái hỷ lạc, một trạng thái hỷ lạc do ly dục ly bất thiện pháp sanh. Cái này nó thù thắng hơn là hỷ lạc của ngũ trần, tức là hưởng thụ sắc đẹp hay mùi thơm vị ngon xúc lạc với tâm phóng dật, với tâm bị dao động, bị nóng bức bởi phiền não tham sân si. Khi mà Đức Phật Ngài so sánh như vậy rồi thì Ngài nói rằng có một cái loại hỷ lạc nó thù thắng hơn. Tức là dần dần Đức Phật Ngài đi đến nhị thiền, hỷ lạc tam thiền, rồi bỏ hỷ chỉ còn lạc của tứ thiền, rồi bỏ hỷ lạc chỉ còn một cái trạng thái tịnh trú, sanh tiếng thứ hai đó, trạng thái tịnh trú là vượt qua hỷ lạc đó, chỉ còn một trạng thái xả thôi,
phi khổ phi lạc. Khi mà chúng sinh cảm nhận được cái hạnh phúc thù thắng do cái tâm định đem lại, một cái cảm giác như vậy, cái cảm thọ đó sẽ bình an, chúng sanh hiểu được. Rồi Đức Thế Tôn Ngài sau khi biết được chúng sanh đã có thể hướng đến cái cảm thọ hạnh phúc từ thấp lên cao rồi đó, lúc đó Đức Thế Tôn Ngài mới nói đến cái trạng thái không có cảm thọ như là diệt thọ tưởng định. Và đến đây thì đối với những chúng sinh mà có đủ nhân duyên, họ sẽ nhận ra rằng hễ cái hạnh phúc mà còn cảm thọ thì hạnh phúc đó nó cũng sẽ bị mai một, nó sẽ bị biến hoại, sẽ bị vô thường. Đó chỉ có khi nào không còn cảm thọ thì lúc đó mới thật là hạnh phúc. Như có người hỏi tôn giả Sariputta, thưa tôn giả, có loại hạnh phúc nào không có cảm thọ, có loại hạnh phúc nào không cảm thọ? Thì Ngài Sa Lợi Phật còn nói rằng là chính vì không có, không có cảm thọ mới thật sự là hạnh phúc, là chân hạnh phúc. Đến đây thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta còn bị chi phối bởi ái và thủ, do vô minh nó che đậy, chúng ta sẽ sống như những con thiêu thân, thấy ánh sáng đèn là lao tới, nhưng để rồi lại chết, mà vẫn cứ việc lao tới. Giống như những chúng sinh khổ, thời biết khổ, mê thời vẫn mê, như nàng công chúa Suppavasa, thân mẫu của tôn giả Sivali, khi mà hoài thai suốt 7 năm rồi đau đẻ 7 tháng 7 ngày mặc dù sống với ba tầm tư là nghĩ đến Đức Thế Tôn là vị đã hoàn toàn giác ngộ, chấm dứt sanh, chấm dứt sự khổ đau này. Giáo pháp của Đức Thế Tôn thuyết giảng là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau này. Tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là những vị thực hành theo giáo pháp của Đức Phật để chấm dứt khổ đau này. Niết bàn là sự đoạn diệt pháp hữu vi, tịnh tịnh pháp hữu vi. Trong cái trạng thái đó không có sự khổ đau này. Mặc dù được như vậy nhưng mà về cái thân thức thọ khổ thì nàng cũng có. Cho đến khi mà nàng hạ sanh ra một hoàng nam đặt tên là Sivali. Vừa sanh ra là Sivali được 7 tuổi,
trong cái tuần lễ ngoài nàng thỉnh Đức Phật và chư tăng về để trai tăng đó, để cúng dường, thì lúc đó sư Vô Lý đã ngồi hầu chuyện với tôn giả Sariputta về cái triết lý khổ đau của cái cuộc sống 7 năm nằm ở trong ghè máu. Thì nàng Sariputta rất là quan hệ, nghĩ rằng con trai của ta đang đàm luận với tướng, vị tướng quân chính pháp. Và Đức Thế Tôn thấy nàng trong cái niềm quan hỷ như vậy mới hỏi rằng: này Sariputta, con có còn muốn thêm những người con như thế này nữa không? Bạch Đức Thế Tôn, con còn muốn như vậy, cho dù là 7 người con như vậy, con cũng mong muốn. Lúc đó ngài thốt lên lời cảm hứng tự thốt lên rằng: không vui giả vờ vui, không hạnh phúc giả vờ hạnh phúc, người đời sống trong cái sự giả dối như vậy nên tiếp diễn cái sự khổ đau. Thì đối với phàm phu bình thường của chúng ta đó, mặc dù chúng ta có học Phật pháp, chúng ta vẫn biết cuộc đời dễ đầy cái sự đau khổ, chúng ta biết chứ. Những lúc chúng ta bị bệnh, hay là những lúc mà chúng ta được ăn những cái thực ngon, rồi sau đó chúng ta bị đau bụng, hay là chúng ta bị khó tiêu, hoặc là chúng ta bị rối loạn tiêu hóa, chúng ta khổ, chúng ta biết. Chúng ta gặp những cái cảnh vui thì chúng ta vui, nhưng mà chúng ta vẫn biết nó là khổ. Nhưng mà khổ thời biết khổ, mê thời vẫn mê. Chỉ cho đến khi nào mà chúng ta nhận chân được cái hỷ lạc mà nó sinh khởi từ cái sự cảm hứng đối với dục lạc cũng trần, cái đó là còn thấp kém so với cái hỷ lạc, cảm thọ hỷ lạc từ một cái trạng thái tâm định tĩnh của thiền. Chúng ta thấy cái hỷ lạc của thiền đó nó hạnh phúc hơn, thuộc thẳng hơn. Rồi cho đến khi nào mà chúng ta thấy được như lời của Đức Phật dạy là bỏ hỷ lạc, sống với cảm thọ định và xả thôi, xả thôi, phi khổ phi lạc, vào cái trạng thái tự tại an nhiên, hãy chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc hơn là dầu cho là thiền định, nhưng mà hỷ lạc của thiền định vẫn còn thua kém đối với cái cảm thọ an tịnh do ngủ thiền. Nhưng mà rồi nếu mà chúng ta có trí tuệ thêm chút xíu nữa đó, chúng ta cảm nhận được rằng chính còn cảm thọ này còn có sự phiền toái, còn cảm thọ còn có sự phiền toái, dù đó là cảm thọ thù thắng của thiền định và cảm thọ bất khổ bất phi khổ phi lạc. Thế rồi chúng ta sẽ nhận ra một điều rằng khi nào chấm dứt cảm thọ thì lúc đó mới thật sự là hạnh phúc. Bởi vì chấm dứt cảm thọ, chấm dứt thọ quẩn, có nghĩa là chấm dứt tưởng quẩn, hành quẩn, tức quẩn. Và hãy chấm dứt được ngũ quẩn đó, thì như vậy được gọi là
một cái trạng thái Dirotha Upasama tịch tịnh đoạn diệt, Niết Bàn là Niết Bàn. Và lúc đó chúng ta mới nhận ra được cái câu nói Đức Phật này dạy rằng Niết Bàn Parama Sukham, Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, hạnh phúc tối thượng, tối thắng. Thì thưa quý vị, thực ra thì cái này chúng ta nói bằng cái lý thuyết, thì chúng ta chỉ nghe biết như vậy thôi, nhưng mà chúng ta không có cảm nhận. Nhưng mà cho đến khi nào mà chúng ta thật sự dùng cái trí tuệ và cái sự nhận thức của cái trí tuệ khé thắc ý để thấy rằng hãy còn cảm thọ hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó nó chưa phải là tuyệt đối, nó chưa phải là tuyệt đối. Hạnh phúc của Pháp Hữu Vi là tiền đề của sự đau khổ, bởi vì cái bản chất của ngũ uẩn là vô thường, Vedana Anicca, là Vedana Anatta, thọ uẩn là vô thường, là vô ngã. Hãy chúng ta nhận được cái chỗ đó thì chúng ta mới thấy cái giá trị lời dạy của Đức Phật về cảm thọ này. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua một vài điều nhân cái câu hỏi của Thượng Tế Già Nẵng vừa nêu. Nam Mô Bụt Thầy. Sao thuộc cái chuyện thư tập thủy siêu thư tập có mặt cái chút máy và nghe được không? Nếu thư tập thủy quyền có thể cầm biết được, xin trên thư tập khoan nghĩ trả lời cho câu thảo luận số 2. Thư tập thủy quyền rõ ràng ngày hôm nay chúng ta cũng thọ đó. Đức Phật này nói về thọ trong nhiều cái phạm trù lắm, kể cả cái ý nghĩa về sự dứt khổ, nghĩa là hạnh phúc. Chúng ta biết hạnh phúc và khổ đau hai đề tài lớn trong đạo Phật, chỉ nói về tứ đế thôi đó, thì rõ ràng hạnh phúc và khổ đau nói đề tài lớn lắm. Từ đó có thể y cứ trên hạnh phúc và khổ đau để nói về sự liên hệ giữa hai đề tài lớn này đối với cảm thọ như, với cảm thọ như thế nào không? Xin kính thỉnh thưa đó. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sằng Khai Giá, Giá Thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lạy đến Đức Phật, kính lạy đến Giết Giáo Pháp, kính lạy đến chúng tăng, chúng con kính lạy đến Sư Phụ Thị Siêu, Thân Tòa Giác Đẳng, Thượng Tòa Pháp Tăng, Thượng Tòa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Sư Phật Tử. Nói rằng đau khổ và hạnh phúc là hai đề tài lớn trong Phật Pháp, hai tài đó có liên hệ với vấn đề cảm thọ như thế nào? Quả thật thì ở trong kinh chúng ta thấy có những lúc Đức Phật Ngài đề cập đến hai thọ, ba thọ, năm thọ, vân vân và nhiều cảm thọ. Thì dòng chảy của cuộc sống này đối với tất cả chúng sinh, với tự cá nhân của mọi người, đối diện với bên trong lẫn cả bên ngoài, ngoại diện vẫn là nội diện của chính chúng ta, thì cũng hai trạng thái hạnh phúc hay là đau khổ sẽ phát sinh lên. Ở đó cái cảm thọ vui, cảm thọ khổ, cảm thọ hỷ, hoặc là cảm thọ khổ, cảm thọ ưu, có thể chăng nữa, tức là một cái cảm
cảm thọ, cái đó chính là cái thọ xả. Nhưng cái điều này thì chúng ta thấy đời sống của chúng sinh thì chỉ có hai cái chuyện thôi, cái vui buồn thôi. Nó chỉ xuất hiện cho chính chúng ta, một đời sống của chúng ta chỉ cái vui cái buồn, mà ngay cả đến cái lò thuốc cũng như vậy, thì cảm thích của nó chỉ là vui buồn, tức là chúng ta tạo lỗi, tức là vừa lòng và không vừa lòng, liên hệ đến tham ái và không liên hệ đến tham ái. Nó cấp độ cái chúng sinh của con người đó thì chúng ta biết cái cảm thọ hỷ này, nếu biết tu tập thì nó hỷ mà nó không liên hệ đến đến tham ái. Chứ còn nếu như là chúng sinh bình thường phàm phu thì trong cái hỷ đó nó là một chuỗi dài của tham ái. Khi chúng ta đang đứng trên một cái nhịp cầu của hạnh phúc, chúng ta đang đứng trên một cái trạng thái của tâm nó vui thích thỏa thích, khi chúng ta được nhiều tiền, khi chúng ta được địa vị, khi chúng ta được công danh, khi chúng ta được sự nghiệp, khi được gia đình vợ con êm ấm và hạnh phúc vân vân, cái trạng thái lạc đó thì đó chính chúng ta gọi là cái hạnh phúc. Thì hạnh phúc này thì trong kinh thì chúng ta thấy nó liên hệ đến cái hỷ cái lạc này, nó liên hệ đến tham ái. Thì cái tham ái hết cái tham ái đó liền kề là một chuỗi dài của đau khổ. Nhịp sống có thể nói rằng tất cả chúng sinh, đời sống của chúng sinh là đời sống của cảm thọ, nó đúng như vậy đó. Chứ là đời sống của cảm thọ, bởi vì xét cho kỹ nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Đến khi chúng ta ngủ thì cái trạng thái nó là không lạc, không, nó không không vui không buồn, cái trạng thái nó cảm thấy xả. Chứ còn nói rằng là tất cả một chủ dài của kiếp sống của chính mình nó là như thế, và nó biến đổi vô thường, tâm nó vô thường thì cảm thọ nó cũng vô thường, nó biến đổi liên tục. Mình sẽ hỏi người ta vui hay là buồn thì hầu như tức là có vui có buồn. Người ta nói, biết chúng ta hỏi rằng cái vui đó nó đưa đến thiện sự, nó có sức nguồn từ cái nhân của thiện sự mà sinh ra cái cảm thọ. Trong cái việc tu tập thiền để trong cái việc làm các thiện sự mà ở đó cảm thọ chúng ta phát sinh lên cái hoan hỷ nó vui, thì đây là cái cảm thọ tốt. Cái hạnh phúc này là hạnh phúc nó mang tính có một phần ly tham, có một phần hướng thiền. Còn nếu như vui mà vì chúng ta được tiền của tài sản danh vọng sự nghiệp vân vân thì cảm giác vui hạnh phúc đó nó nối liền cho đau khổ. Cuộc đời có vui, cuộc đời có buồn, và ở trong cuộc đời này cũng không bao giờ mà có buồn mãi. Hết cái buồn rồi cũng sẽ hết cái buồn, thời gian sẽ nhạt nhòa, sẽ xóa đi tất cả những niềm nỗi khổ. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể vượt qua được cảm giác đau khổ khi mất mát người thân, khi mất mát sự nghiệp, khi mất mát tiền bạc, khi mất mát tâm tư tình cảm. Chúng ta cho là chúng ta không thể vượt qua, nhưng sự thật rồi nó cũng qua thôi, rồi nó cũng đi qua. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chính cái tính chất vô thường, tính cái tính chất nó đa thọ như vậy, hay là nó vui buồn, nó xen kẽ. Đời sống của chúng sinh chỉ là đời sống của cảm thọ. Mà cảm thọ vui hay cảm thọ buồn là do từng cá thể của mỗi con người biết đó, đón nhận cảm thọ, biết chắc lọc cảm thọ và biết cảm thù cảm thọ. Nào mà nó tích cực để chúng ta gìn giữ, hay chúng ta nuôi dưỡng, hay chúng ta tạo ra một cái điều tốt đẹp. Một con người mà cứ u sầu ủ dột, sống trong đau khổ, sống trong thất vọng, sống trong cái sự bất bình thường, thì con người đó nó không làm được cái gì cả. Mà ở đây con người có một cái tâm dứt khoát vượt qua cảm thọ đau khổ, vượt qua cảm thọ buồn khổ, đây chính là một sự tu tập đó quý vị. Chúng ta đã mất mát rồi,
trôi xa tầm tay của chúng ta rồi. Thì nó có khổ một chút xíu, nhưng đều hãy cắt và bỏ xuống. Trong sự bực bội, trong sự khó chịu, mỗi con người phải có một cái cả quyết, phải vượt qua cái này. Không để chúng ta nằm ù lì hay là nằm mệt mỏi hay là phải biến chuyển trong cái đau khổ này, thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Bằng ngược lại, nếu như mà chúng ta không có trạng thái giá trị tích cực, thì trong ý nghĩa của bài kinh thì chúng ta thấy Đức Phật nói nó như vậy. Nhưng những cái cảm thọ nào tốt, những cảm thọ nào mà đưa đến cái sự tích cực, an trú trong thiền định, hay ít nhất là chính cái cảm thọ này, từ chỗ đó mà hiểu biết quán thấy cái cảm thọ đó mà chỉ là một chủ dài của vô thường, chủ dài của khổ não, chủ dài của vô ngã, và từ chỗ đó chúng ta không có bám và chấp cảm thọ dù cho khổ hay là vui, hạnh phúc hay là đau khổ, hoặc là còn mất được thua gì tất cả. Đứng trên cảm thọ, nhìn thấy cảm thọ, biết cảm thọ, và cảm thọ sẽ đi qua. Đây chính là cái kỷ niệm mà nó có giá trị liên hệ. Thì kính bạch thượng tọa, con có điều xin trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa cùng quý ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính trân thượng tọa chủ quyền. Thượng tọa pháp tân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Nếu thượng tọa tân cần biết việc xin thỉnh, thượng tọa hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 3. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa pháp tân, thượng tọa có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, có lẽ thượng tọa pháp tân không nghe được. Thưa quý vị, trước đây dạ có thượng tọa pháp tân rồi. Thượng tọa pháp tân ở trong bài học ngày hôm nay, hai người, một là tôn giả Udayi và cư sĩ Panchakanga đã sự bất đồng ý kiến khi mình nói về hai thọ, nói về ba thọ. Và khi gặp Đức Phật thì Đức Phật ngài lại nói nhiều phẩm trù nữa, có những cái hỷ lạc mà không còn cảm thọ nữa, hay là có những hỷ lạc mà không có hỷ lạc nữa. Thì với cái bài học đó, chúng ta hiểu thêm gì về câu nói mà ngày xưa sư trưởng cũng hay thường hay nói là nghĩa bất đường nghĩa, pháp bất đường pháp. Xin kính thỉnh thượng tọa hợp tật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Thầy Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Điều này thì con nghĩ rằng về cái cảm thọ mà hôm nay cái bài học chúng ta học, bài kinh đa thọ, tức là nói rất là nhiều thọ, thì cái thọ là chúng ta cũng biết đó, là nói đến sáu căn của chúng ta tiếp xúc với các cái sáu trần do xúc đó, cho nên tạo ra cái thọ. Thọ đó nó có thể rằng liên quan đến vật chất, liên quan không liên quan đến vật chất. Tức là nếu mà chúng ta thấy từ ở cái cảnh ở bên ngoài, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thì rõ ràng nó liên quan tới vật chất. Nhưng mà có những cảm thọ thì nó không thuộc vật chất. Ví dụ như tâm chúng ta suy nghĩ đến những điều đó, nghĩ đến cảnh pháp, thì nó cũng là liên quan đến cảm thọ. Cho nên có thể nói là một điều đó là nói đến đa thọ thì là rất là nhiều. Và như vậy thì qua cái nhìn nhận của một cái vị tôn giả tên là Udayi cũng như là cư sĩ Panchakanga, Kanga này bất đồng với nhau về các cái cảm thọ. Nhân đó thì Đức Phật ngài mới nói đến những cái thọ đó rất là nhiều. Thì theo con thì con nghĩ rằng rõ ràng là mình cũng không phải chỉ nói đơn giản là hoàn toàn là do ba thọ hay là sáu thọ,
và tùy theo mỗi một cái khía cạnh mà được nói đến một cái loại cảm thọ. Và như vậy thì con nghĩ thật rằng là trong cuộc đời này, rõ ràng là khi chúng ta nhận một cái phần, nhận diện một vấn đề nào đó trên phương diện tu tập, thì hết sức là một người cần có một cái nhận định một cách hết sức là cẩn thận trọng, thận trọng trong cái việc mà mình biết nhận định trong mọi các cái cảm thọ của mình. Cho nên con nghĩ rằng rõ ràng là cái việc mà mình có cảm nhận về các cái cảm thọ, hay là trên phương diện mình nhận thức về các cái cảm thọ đó, thì mỗi người có những cái nhận định nó khác nhau. Do có cái sự nhận định khác nhau cho nên là có cái sự bất đồng ý kiến với nhau giữa tôn giả U-đa-dí này cũng như là cư sĩ Bành-cha-canh-gá này, và nhiều nhiều nữa. Thì con nghĩ rằng cái từ ngữ đó, cái từ ngữ mà mình nói đó là gọi là pháp bất định pháp, nghĩa bất định nghĩa đó, thì con một điều đó là cái pháp mà mình hiểu ở trong di diệu pháp thì nó rất là đa dạng rồi. Cái gì nó có cái tính chất riêng biệt của nó thì đều được gọi là pháp hết. Cho nên nếu mà mình nói góc độ này để mà mình đánh giá, hoặc là mình nói một góc độ này không đó, thì cũng chưa hoàn toàn chính xác. Cho nên bằng nhiều cái góc độ khác nhau, nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhiều cái tỉnh khác nhau, và do đó nó có sự khác nhau về vấn đề pháp. Còn vấn đề nghĩa thì tùy theo, có nghĩ nghĩa thì cũng tùy theo về cái pháp đó. Ở góc độ này thì cần phải định nghĩa như vậy, rồi ở góc độ kia thì cần định nghĩa nó khác hơn. Và do vậy đó thì nghĩa bất định nghĩa, thì cái điều này nó rất là rộng, theo con nghĩ là rất là rộng, cũng như là rất là sâu sắc về cái nhìn nhận khi một người nhận định về giáo pháp của Đức Phật và đang thực nghiệm thực lời dạy của Đức Phật và đang chứng nghiệm cái lời dạy của Đức Phật qua cái pháp mà mình thực hành, thì khi đó đó thì cái người đó họ mới nhận định đúng một cách chính xác trong cái phương diện, trên cái phương diện mà mình đang nhận định. Cho nên là không thấy rằng cái người này thì nhìn nhận như thế này rồi nhìn nhận như thế kia thì mình cho là đúng hay là cho là sai. Nhưng mà nó có một điều đó là một cái tri kiến của một cái vị mà hoàn toàn giải thoát á, thì cái nhận định về về giáo pháp á, cho nên là cái nhận định đó thì có thể là nhận định một cách chung nhất và có một cái sự đồng nhất với nhau. Còn đối với lại trong cái cuộc đời này thì con nghĩ rằng giữa các căn cảnh tâm chúng ta sanh khởi, rồi các cái cảm thọ của chúng ta nhận biết về những cái xúc mà do mình nhận biết đó, thì nó hoàn toàn nó khác nhau. Cho nên con nghĩ rằng cái điều này nó rất là rộng cũng như là rất là sâu trên cái phương diện mà về ngữ nghĩa ở trong bất cứ cái pháp của Đức Phật, ở trên phương diện này hoặc phương diện kia nó khác nhau. Rồi về vấn đề Phật pháp của chúng ta cũng vậy, về vấn đề mà giáo pháp cũng vậy, thì là đa dạng và rất là đặc biệt sâu sắc ở trong cái lời dạy của Đức Phật. Thì theo con nghĩ rằng là nếu mà mình nhìn nhận ở một cái góc độ nào thì mình cho rằng cái đó nó hoàn toàn đúng như vậy thì quả thật là cũng không sai, nhưng mà mình cho cái đó là duy nhất thôi thì con nghĩ rằng nó cũng chưa chính xác. Cho nên vì vậy cho nên là về cái vấn đề này thì con nghĩ là chỉ có những người thực chứng và có những người mà cảm nhận về những điều đó một cách rất là chi tiết qua cái đời sống tu tập của chính mình thì người đó mới có thể giải thích như vậy. Thì có thể rằng
đó là trong cái sự nhận định và giải thích của chính mình. Thì đây là cái lời mà con xin được đóng góp ở trong cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư Tôn Đức Bổ Túc Thiên. Nam Mô Bụt Thầy ạ. Sa thú kính tình Thượng Tọa Pháp Tịnh. Bạch chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, còn vài phút sau cùng của lớp học hôm nay chúng được góp lời với chư Tăng. Quả thật là ở trong cái thế giới mà của học thuật và áp dụng đó, nó có nhiều trường hợp mà đôi khi khiến cho chúng ta cảm thấy rất là khó hiểu. Thí dụ như trường hợp làm thơ, một người mà học làm thơ thì nên biết về luật thơ, thí dụ cách giao vận hay là luật về bằng tắc chẳng hạn. Nhưng mà ở một cái mức độ nào đó đó thì người ta phải quên đi cái luật mà chỉ làm thơ thôi. Không có một thi sĩ nào có tài mà cầm bút mà có thể nghĩ đến cái luật thơ không. Chúng tôi nhớ rằng có một người quen thường gửi cho Sư Nguyễn Thông những bài thơ. Và ban đầu thì Sư Nguyễn Thông không nói gì, nhưng mà có lẽ là vì người đó không có nắm vững luật bằng chắc để làm cho Sư Nguyễn Thông khó chịu. Và Sư Nguyễn Thông lại nhắc là làm thơ nên biết về luật bằng chắc, biết về cách nhau. Chuyện đó đúng chứ không phải sai. Nhưng mà nếu mà làm thơ lâu mà mỗi lần cầm bút lên mà cứ nghĩ đến luật bằng chắc thì thật ra chưa phải là một thi sĩ được. Nhiều khi người ta phải vượt qua, người ta phải bỏ lại cái gì đó mình dễ. Cũng giống như khi mà chúng ta mới đi vào cuộc đời thì chúng ta phải học, phải có những cái thành tựu về học vị, thành tựu về cái này cái kia. Nhưng một con người mà đã thực sự sống và thực sự trưởng thành, có nhiều lúc phải bỏ lại sau lưng tất cả, vượt lên trên mồ dân vả lợi, vượt lên trên những cái hơn thua của cuộc sống, vượt ra ngoài vòng cương quả của thế tình để có một cuộc sống của thực sự trưởng thành. Thì đấy là điểm rất là tế nhị. Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Thích thường thích cái, nhắc cái câu chuyện mà Trương Vô Kỵ mà học mà Thái Cực Kiếm với Trương Tam Phong. Nó là một hư cấu thôi, hư cấu tiểu thuyết, nhưng mà nó cũng có ý nghĩa, nói rằng ở trong cuộc sống này nó có những cái gì, có những cái phạm trù, nó có những cái công đoạn mà nó vượt ngoài, dạ, nó vượt ngoài lý lẽ nào đó, phải để chúng ta phải rất là cởi mở, và chúng ta phải rất là mở rộng. Ở đây Đức Phật ngài dạy rằng chúng ta nên cảm kích điều gì là gọi là khéo thuyết, tại vì nó không dễ dàng, không dễ dàng để lãnh hội và không dễ dàng để đem áp dụng ở trong cuộc sống. Dạ, mình phải hiểu rằng điều đó nói ở phương diện nào, nó có giá trị về phương diện nào. Lấy ví dụ là một người mới vào học, đang đi học, nó có bằng tiểu học là cần thiết, là rất cần, rất quý, phải có, nhấn mạnh như vậy để là sao đạt được cái bằng tiểu học. Nhưng mà nếu người đó mà cứ suốt đời cứ lấy cái lời dạy đó là ồ, bằng tiểu học là quý, phải nhất định là phải học bằng tiểu học cho xong và chừng đó là đủ, thì ở đó nó có vấn đề. Bởi vì ở trong Phật học cũng như ở trong thiền tông đó, có nhấn mạnh cái yếu tố là tiếp tục lên đường. Dạ, tiếp tục lên đường là cái gì mình nắm được thì buông được, nhấc lên được thì đặt xuống được, và tiếp tục đi tới. Đó là một cái ý nghĩa mà chúng ta học ở trong bài kinh Bát Hành. Tôn giả Tăng Đa đã nói với một cư sĩ tên là Đa Sắc Mắt, và chúng ta học mấy ngày qua. Thì thưa quý vị, thật sự không có dễ dàng để chúng ta hiểu một cách thông thoáng khi mà chúng ta đi vào thế giới của Phật học. Đa phần là chúng ta bị những cái khung, những cái định kiến, những cái ý niệm đã biến thành những trắng mực đen. Ví dụ như là nếu một người bình thường mà mình nói rằng có một thứ hỷ lạc mà không có hỷ, không có lạc, thì nghe rất kỳ. Dạ, nghe rất là kỳ. Mà quả thật thì Đức Phật ngài dạy ở trong bài kinh này thì tứ thiền là một trạng thái gọi là xả niệm thanh tịnh.
thì Ngài cũng có gọi là một thứ Hy Lạc, như Hy Lạc không thù thắng, như là Hy Lạc của Thiền Vô Sắc, nghe cũng lạ rồi. Và khi mà mình nói đến một thứ Hy Lạc mà không có cảm thọ của diệt thọ tưởng định đó, và cái chữ Hy Lạc còn có dùng được chỉ cho Niết Bàn nữa. Dạ, Niết Bàn. Niết Bàn Parang Xuất Khăn là Niết Bàn, là một cái tình lạc tối thượng. Dạ, đó là một điểm khó chứ không phải là dễ hiểu. Tuy nhiên nếu chúng ta học Phật Pháp thì chúng ta thấy rõ ràng rằng đôi khi hạnh phúc được hiểu là cảm thọ, đôi khi hiểu hạnh phúc là chỉ chấm dứt các cảm thọ, và đôi khi hạnh phúc được hiểu là không có đau khổ. Nếu đúc ra nhìn không đau khổ là hạnh phúc. Dạ, không đau khổ là hạnh phúc. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ đó, có nghe Ngài Tịnh Sự ở gần, chúng tôi ở gần Ngài Tịnh Sự 3 năm, và trong thời gian đó thì chúng tôi nhớ một điều là Ngài Tịnh Sự Ngài nói thí dụ lắm. Dạ, rất là thí dụ, rất nhiều thí dụ. Ngài nói rằng học với nhiều pháp thì phải phải phong phú về thí dụ thì nó mới thú vị được và nó mới dễ hiểu được. Ví dụ như là khi mà chúng ta đi vào rừng thì chúng ta đi vào trong đó để tìm cái gì đó, tìm củi, tìm nấm, tìm thứ này thứ kia. Nhưng một người đi rừng mà có thể không bị lạc ở trong rừng, có thể ra khỏi khu rừng không bị trầy xước, được bình an, thì cái không bị lạc, không bị trầy xước, không bị bình an đó là sự thành công rồi. Dạ, một cái ở một mức độ nào đó, một người sống giữa cuộc đời này mà đạt được cái này cái kia là hạnh phúc. Nhưng mà đôi khi nhìn từ góc cạnh khác, nghĩa là làm sao sống mà không bị dao động, không bị dao động. Thí dụ như là không dao động về tám pháp thế gian chẳng hạn. Khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Thì một lúc nào đó mình nói là hạnh phúc là mình tìm được cái này hay là mình có được cái kia, mình thuộc đất cái nọ. Nhưng một lúc nào đó hạnh phúc chỉ đơn thuần là không có khổ đâu, không có bị trầy xước, không có bị vướng vấp, không có bị kẹt, không bị đóng khung là hạnh phúc. Thì hỏi chúng ta phải quan niệm hạnh phúc trong một phạm trù hoàn toàn khác. Và đó là một trong những điểm rất là thú vị và rất là lợi lạc của bài kinh ngày hôm nay. Chúng tôi xin được kết thúc bài học trong ngày ở tại đây. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Cảm ơn quý ngài đã vào rung để thuyết giảng. Đảnh lễ chư Tôn Đức Phật Thân Châu toàn thể quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy. Bổn Thầy, chúng con kính tri ân chư tăng đã âm giáo rung. Sa thuộc lành thai, con khai ma thai.